Khi ấy Đức Giêsu vào một làng kia, có một người phụ nữ tên là Martha đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô Martha thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay. Chúa đáp: Martha ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý bà anh chị em, đặc biệt các bạn thanh niên nam nữ thân mến, cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay có rất nhiều những chọn lựa. Thế nhưng quý anh chị em của các bạn thân mến, có khi nào chúng ta dành chọn lựa cho việc ưu tiên sống kết hiệp mật thiết với Chúa và siêng năng lắng nghe lời Chúa như hình ảnh của Maria ngồi dưới chân Chúa Giêsu trong bài tin mừng chúng ta vừa lắng nghe hôm nay không? Chúng ta có chọn lựa ưu tiên cái chuyện này không? Cô Maria ngồi dưới chân Chúa Giêsu để nghe người giảng dạy. Mà chỉ tuần tin mừng hôm nay chúng ta thấy Martha than phiền với Chúa Giêsu vì em con không giúp mình việc bếp núc. Và Chúa Giêsu đã chỉ cho Martha thiếu đó. Cô đã không hiểu ý của Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu nói: Martha ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và không bị lấy đi. Như vậy thưa quý bà anh chị em, Chúa Giêsu sau khi nói với Maria đã chọn phần tốt nhất, thì Chúa Giêsu này nói tiếp rằng và sẽ không bị lấy đi. Và đây chính là cái mấu chốt của cái câu chuyện. Và hay nói một cách rõ nét hơn, đó chính là đây là cái phần thưởng dành cho những ai chọn phần tốt nhất. Thưa quý bà anh chị em, đặc biệt các bạn trẻ thân mến, tiền bạc, danh vọng, quyền lực, chức tước chưa phải là điều tốt nhất cho cuộc sống của chúng ta đâu. Chúng ta cứ nhìn vào thế giới, nhìn vào cái xã hội của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta thấy những quan lớn, những đại gia giàu nấc nó đổ hoách. Họ có giữ được những gì họ có không? Hay là họ đã bị lấy đi? Và thưa anh chị em, rất là khốc liệt, họ đã và đang bị lấy đi tất cả. Và nhiều khi lấy đi chính mạng sống của họ. Anh chị em thấy không? Bởi vậy mà trong tin mừng Thánh Matthew, quý bà anh chị em các bạn trẻ hãy nhớ Chúa Giêsu đã nói: Tiên vàng hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ ban cho. Và chúng ta vẫn đọc: Kính mến Chúa trên hết mọi sự. Cho nên tiên bản hãy lo tìm kiếm được Thiên Chúa và ăn nay ở lành,
Còn những thứ kia người sẽ ban cho. Những cái thứ kia đó là cơm ăn áo mặc nhà ở, và nhất là cuộc sống đời đời mai sau. Và chính Thiên Chúa sẽ ban cho đúng như lời người đã phán hứa. Và muốn được như vậy, thưa quý bà anh chị em cùng các bạn trẻ thân mến, chúng ta hãy tự hỏi: tôi cũng đã chọn phần tốt nhất như Maria xưa kia không? Chúng ta hãy tự đặt câu hỏi trong cuộc đời của mình đi. Tôi có sẵn sàng ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người giảng dạy không? Hãy thật lòng đi anh chị em, đừng dối lòng. Ngồi bên chân Chúa của ngày hôm nay, đó là ngồi trong nhà thờ vào những ngày Chúa Nhật trong những thánh lễ. Chúng ta ngồi bên chân Chúa Giêsu ở phần phục vụ lời Chúa mà Công đồng Vatican thứ hai đã dạy rằng Chúa Kitô hiện diện trong lời của người, vì chính người nói khi người ta đọc thánh kinh trong nhà thờ. Đó chính là hiến chế về phục vụ số 7. Xin lỗi anh chị em, xin mở ngỡ hoặc nhiều khi anh chị em đi lên trễ quá. Sau phần phục vụ lời Chúa là anh em mới đi theo, anh em bỏ sót. Bởi vậy mỗi người chúng ta phải đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Và khi chúng ta đọc Kinh Thánh, đó chính là lúc chúng ta đang ngồi dưới chân Chúa đó anh chị em, và nghe lời người dạy anh chị em. Mỗi ngày nghe lời Chúa dạy, đó là chúng ta đã trang bị cho cái chiếc xe cuộc đời của mình một chiếc bóng đèn. Một chiếc bóng đèn tốt nhất và bền bỉ nhất, để có thể vượt qua những cái bóng tối ma quái của hận thù, của bất hòa, của ghen tương, của nóng giận, của tranh chấp, của chia rẽ, của bè phái, của ghen tị. Và nói như vậy là bởi vì Thánh Kinh có lời dạy rằng lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Bởi vậy thưa quý bà anh chị em, đã có một người nói như thế này: Thượng Đế chẳng bao giờ lấy đi của ai tất cả, thiên đàng chỉ cách địa ngục một bước chân, chỉ là chúng ta có dám bước tiếp không. Vậy thưa quý bà anh chị em, đặc biệt các bạn trẻ, chúng ta có dám bước đến ngồi bên Chúa mà nghe lời người dạy không? Câu trả lời là của mỗi chúng ta. Thế nhưng quý bà anh chị em và các bạn trẻ đừng quên, nếu chúng ta theo gương cô Maria mà chọn phần tốt nhất thì chúng ta sẽ không bị lấy đi. Hay nói rõ hơn, bên Chúa chúng ta sẽ không bị lấy đi. Chúa Giêsu đã có lời truyền dạy: tiên bản hãy lo tìm kiếm nước thiên đức, tiên bản hãy lo tìm kiếm nước Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, còn tất cả những thứ kia người sẽ ban cho. Cho nên con lời Chúa nay xin Chúa ban thêm lòng tin cho mỗi người chúng ta, để chính mỗi người chúng ta biết lắng nghe lời Chúa, biết đón nhận lời Chúa và thực thi theo lời Chúa chỉ dẫn trong chính cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và chính nhờ cầu nguyện, nhờ sống thân tình với Chúa mà chúng ta có khả năng để mà sống và mang tình yêu, lòng thương xót, sự dịu dàng của Chúa đến cho người khác. Và cũng vậy, những việc bác ái dẫn chúng ta đến với Chúa, vì chính nơi những anh chị em đang thiếu thốn mà chúng ta thấy Chúa. Amen. Và một lần nữa chúng ta kính